Giáo sư Nguyễn Anh Trí sẽ trình bày nội dung tập huấn thứ nhất là ý nghĩa việc ứng dụng xét nghiệm trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi bệnh lý và quản lý sức khỏe. Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư. Thưa các quý vị đại biểu, hôm nay tôi xin phép được mở đầu bằng cái bài vai trò ý nghĩa và cái tổ chức xét nghiệm y khoa. Tôi sẽ được trình bày trong khoảng 25 phút, nhưng tôi cố gắng rút ngắn hơn. Rất tiếc nếu cái này trình bày tôi có thể trình bày được vài tiếng đồng hồ, mặc dù cái phần mà ghi ở trong ấy ra đây. Vì sao? Vì đây là những kinh nghiệm tôi có được trong suốt các quá trình làm việc, học tập trong và ngoài nước mới rút ra được cái điều này. Mặc dù nó rất là những cái lời nói thế, nhưng mà tôi hy vọng có thể hôm nay các bạn đồng nghiệp nghe được đến đâu thì nghe, nhưng chỉ hy vọng là các bạn đồng nghiệp tiếp tục suy nghĩ sau khi về nhà những điều này gọi là thực tế nó như thế nào. Phần trình bày tôi có bốn phần: phần xét nghiệm y học tham gia vào quá trình chẩn đoán, đánh giá, điều trị, theo dõi và kiểm soát sức khỏe. Phần thứ hai là đặc điểm của xét nghiệm y khoa, vấn đề là những yêu cầu khi sử dụng các xét nghiệm y khoa. Vấn đề thứ tư là cách tổ chức hệ thống xét nghiệm y khoa trong một quốc gia hiện nay. Về nói về xét nghiệm y học là nó tham gia quá trình chẩn đoán, đánh giá, điều trị, theo dõi và kiểm soát sức khỏe. Thực ra tôi tin tuyệt đại đa số các quý vị ngồi đây, các quý vị đều biết xét nghiệm y khoa có vai trò như thế nào, có ý nghĩa như thế nào. Nhưng chẳng qua là tôi hệ thống hóa lại một tí. Bản chất nó có bốn cái nhóm. Thứ nhất là để chẩn đoán bệnh. Cái này rất rõ và thường là mình hay chú ý cái câu chuyện này. Tuyệt đại đa số các bệnh ở tất cả các chuyên khoa đều cần đến xét nghiệm. Tuyệt đại đa số luôn. Bây giờ rất ít bệnh, rất hiếm bệnh không cần làm xét nghiệm mà cũng chẩn đoán được. Có nhưng mà ít, rất ít. Việc thứ hai là để đánh giá cái điều trị. Nhiều bệnh khi điều trị thì phải sử dụng xét nghiệm để điều chỉnh thuốc. Quá trình điều trị mình có thể tăng giảm cái liều để căn cứ vào xét nghiệm. Thậm chí thay thuốc khác, bổ sung thêm thuốc khác, đều phải như thế này. Và để bổ sung phương pháp có thể là thay bằng một cái phác đồ khác. Để quyết định thời gian sử dụng thuốc, dùng bao lâu, kéo dài bao lâu thì phải xét nghiệm cái đạn. Thấy rất rõ, tôi không dẫn chứng lại mất thời gian từ một cái điều trị đái tháo đường, gút, mỡ máu cao cho đến một bệnh máu cũng thế, cho đến một bệnh ung thư cũng thế. Cái này rất rõ. Khi kết thúc một đợt điều trị thường phải xét nghiệm lại. Và càng ngày càng nhiều cái nhóm bệnh này hơn. Tức là khi kết quả có rồi, chuẩn bị cho bệnh nhân ra viện hoặc thậm chí để quyết định dừng cái phác đồ đấy, coi như đến đây là được, thì phải xét nghiệm. Thì câu chuyện này rất rõ. Và đề thứ ba là để theo dõi lùi bệnh tái phát hoặc nhiễm lại nhiễm mới. Thì cái này đến đây thì các anh chị vẫn làm, nhưng mình không để ý. Mình là mình không để ý. Nhất là trong tình trạng mà có rất nhiều cái loại virus mới, có nhiều cái chủng nọ chủng kia mới, thì phải làm, nhất khoát phải làm. Và nó rất cần thiết, như theo dõi cái tái phát ung thư chẳng hạn. Muốn theo dõi tái phát ung thư mà hôm nay các quý vị sẽ nghe một cái bài trình bày rất kỹ về đó, để hiểu cái mắc cơ ung thư sử dụng như thế nào. Trong đó có một cái vai trò rất quan trọng, đó là theo dõi cái sự tái phát của cái bệnh ung thư đó, thì đều phải làm xét nghiệm. Và vấn đề thứ tư, cái nhóm này là để kiểm soát sức khỏe. Chuyện này nói rất thật là gì? Ngày càng trở nên phổ biến hơn, hay dùng hơn. Dần được xem là việc cần làm hàng năm và làm trước cả khám lâm sàng. Cái này thì chưa làm nhiều lắm. Năm 1993 tôi được sang Nhật học
Và tôi kỳ lạ, tôi thấy người dân Nhật mỗi năm có 1-2 lần người ta cứ tự động đi làm xét nghiệm. Thế tôi nghĩ kỳ lạ thật, tự nhiên đi làm mà làm nhiều, người đang khỏe mạnh cũng vẫn đi làm, cơ quan bắt phải đi làm, còn không gia đình họ lập kế hoạch đi làm. Thế nhưng mà độ 10 năm trở lại đây, đặc biệt trong 5 năm vừa rồi thì rất nhiều về hiện tượng này ở Việt Nam chúng ta. Thế nên là tôi có thể cam đoan phần lớn các bệnh khi thể hiện thì trước hết là thể hiện ở trong máu. Và phát hiện nó sớm thì chủ yếu phải xét nghiệm, phải phát hiện qua xét nghiệm. Bởi vì vậy cho nên càng ngày việc này càng phổ biến. Trên Hà Nội là điển hình, thành phố Hồ Chí Minh cũng điển hình. Bây giờ những cái người mà người ta muốn quản lý sức khỏe tốt hơn thì người ta chủ động để làm cái việc này trước. Cái nhóm này lâu nay mình càng ít để ý. Nhưng tôi nói là khi mà Medlatech tổ chức triển khai cái hệ thống xét nghiệm thì thấy rất rõ cái điều này. Chỉ riêng năm 2018 ấy, để kiểm tra sức khỏe thì chúng tôi đã kiểm tra hơn 600.000 lượt. Và bây giờ câu chuyện không phải là người có hiểu biết, không người là quen là vân vân. Ví dụ như tôi, mỗi một năm tôi làm không dưới 3 lần tổng toàn bộ kiểm tra sức khỏe của mình. Nhưng mà vì tôi là chỗ trong nhà có được. Nên những người khác thì họ rất nhiều gia đình hiện nay cứ mỗi năm cả nhà thì làm tổng xét nghiệm tất cả các vấn đề. Tất nhiên không phải là làm tất cả, nhưng mà những cái chủ yếu, những cái cơ bản ít nhất là một lần, và ngày càng nhiều lên. Bây giờ tôi đi qua phần thứ hai là đặc điểm của xét nghiệm y khoa. Cái thứ nhất là nhiều. Ví dụ Medlatech chúng tôi là làm hơn 600 cái loại dịch vụ xét nghiệm. Cái đầu xét nghiệm. Khi nãy phòng thử nói 400 là chưa phải là chưa cập nhật. Cái phòng thử này nhiều cái thông tin lấy cách đây 3 năm. Nhiều cái hình ảnh lấy cách đây 3 năm. Thế còn bây giờ là chúng tôi cập nhật là hơn 600. Nhiều, tất cả chuyên khoa. Cái hai là luôn đổi mới. Đó là cái đặc điểm của xét nghiệm. Nó luôn đổi mới. Cho nên nói rất thật, xét nghiệm ngồi bây giờ qua gần như hết cái đời làm chuyên môn này thì tôi ngồi nhìn lại. Nếu như ai đó mà một năm không cập nhật cái xét nghiệm một lần là cam đoan là lạc hậu. Cam đoan là lạc hậu. Ngay như Viện Huyết học Truyền máu Trung ương của chúng tôi, mà nếu như quý vị thì thời tôi làm viện trưởng ấy, bây giờ chắc là thế thôi. Nếu như quý vị đến học cái đó độ 5 năm, các vị quay trở lại khác hẳn luôn. Hoàn toàn khác hẳn luôn. Tại chuyên khoa tôi còn hoan, thỉnh thoảng lên viện thấy rất rõ điều đó. Ngày càng hay, nhưng nhớ là càng khó và càng sâu. Hay thì đúng rồi, vì nó chẩn đoán được tốt hơn rất nhiều. Sâu hơn rất nhiều. Nhưng mà chính đó là cái rất khó. Khó lắm. Xét nghiệm khó. Xét nghiệm rất khó. Có thể nói xét nghiệm là thước đo năng lực, thước đo thứ hạng của một cơ sở y tế. Đó là điều kiện để một người thầy thuốc chẩn đoán, điều trị tốt hơn và nhanh chóng nâng cao, khẳng định được trình độ của mình. Cái này tôi cam đoan các quý vị cũng biết như vậy. Nhưng ngồi mà tư duy kỹ hơn thì chắc là cũng chưa có thời gian. Nhưng tôi thì tôi nghiệm thấy được đó. Hai người bạn cùng học trường Đại học Y Hà Nội, đây có anh Hùng đều học đại học, đều ra trường với nhau. Nói rất thật, bạn bè với nhau hơn nhau không mấy đâu. Tôi thấy thế. Bạn bè tôi từ lúc vào là tôi xác định là các bạn ấy giỏi, thậm chí nhiều bạn giỏi hơn mình. Nhưng con bằng mà nói cái đồ mà nó dao động từ 5 cho xin lỗi từ 7 cho đến 10 thôi.
chứ không có ai thông minh đến 15 mà cũng có ai kèm đến 3 vào Y Hà Nội được. Chênh lệch tí. Và khi ra trường thì nói thật là cũng thay đổi dài. Bệnh viện nó thức tớp. Ngày xưa bọn tôi còn ăn cơm với nhau nữa. Cho nên nói hơn thua nhau. Nhưng tại đang ngồi mình nhìn mà xem, khoảng 5 năm sau thì khác biệt bắt đầu rõ. Bạn nào mà về một cơ sở mà ở đó có đủ điều kiện, nhất là đủ điều kiện để xét nghiệm, thì bạn ấy khá hơn, bứt phá lên rõ ràng. Tôi chỉ bổ sung cái ý này, trong thực tiễn thấy rất rõ. Có thể trong quá trình hành nghề, trong quá trình làm việc các bạn chưa để ý, còn tôi thấy rất rõ về điều đó. Hãy báo cáo với anh chị. Cũng giống như có một thời mà nền y khoa của chúng ta phải nói thẳng là kém hơn, đi sau hơn, lạc hậu hơn so với nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Nhưng sau đó tôi đến những nước đó học và tôi nhận thấy mình đi sau chủ yếu là đi sau về xét nghiệm. Nếu như mình nâng cấp lên thì sẽ không còn kém nữa. Đấy. Và đây thứ ba mà tôi muốn trình bày đó là những yêu cầu khi sử dụng các xét nghiệm y khoa. Thì chỗ này lại thực tiễn hơn một tí đây. Có ba nhóm yêu cầu và ba nhóm yêu cầu là biết, hiểu và nắm vững những xét nghiệm y khoa. Và nhớ đoạn trước tôi nói nó khó, nó sâu, cho nên riêng cái này là cả một khoảng cái câu chuyện rất dài. Phải nắm vững được cả tên gọi. Tôi xin lưu ý, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thời tôi làm viện trưởng có những thời kỳ tôi chỉ yêu cầu bác sĩ học tên xét nghiệm huyết học. Và nhiều người học không kịp vì nó quá nhanh. Ở đây trung tâm xét nghiệm của Medtech của chúng tôi cũng thế, xét nghiệm mới nó xuất hiện liên tục, báo cáo các anh chị thế. Rồi ý nghĩa, rồi chỉ số bình thường, giá cả thanh toán của bảo hiểm, cái này là thực tiễn mà chúng ta là cũng cần phải nhớ. Cách thức lấy, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm, thời gian trung bình để làm xét nghiệm đó. Nếu như các anh chị thực sự là người có tâm với công việc của mình, chắc chắn các anh chị sẽ gặp những câu chuyện này. Không biết cái này lấy mẫu bệnh phẩm như thế nào nhỉ? Lấy bao nhiêu ml nhỉ? Vận chuyển nó như thế nào nhỉ? Bây giờ ở chỗ này, ở chỗ cái địa phương, cái phòng khám mình chưa làm được, mình gửi như thế nào nhỉ? Vân vân. Và tôi xin tiết lộ thêm tất cả cái này có trong quyển tham khảo, trong quyển cầm năng xét nghiệm mà trong cái túi của các quý vị đang có. Các anh chị có thể dành một vài giây mà lấy cái quyển ấy ra đặt lên, vì tôi tin trong cả quá trình làm việc các anh chị cần đến quyển này. Cái quyển này cùng báo cáo với chị Xanh và các anh chị là tôi là người đầu tiên tôi soạn ra. Khi mà có Medtech ấy, từ những năm 96-97 tôi chạy đấu với các anh chị, tôi ngồi tôi soạn ra viết này. Nhưng mà tôi chưa ưng. Sau đó tôi có một dịp đi công tác ở Hawaii. Tôi đến một trung tâm học còn trung tâm xét nghiệm thế này. Tôi đến mà việc số 1 là tôi xin cho bằng được một cái quyển cầm năng của họ. Để về tất nhiên không phải mình cứ lấy cái photo ra. Sau đó còn thêm những kiến thức nữa, cái kinh nghiệm chúng tôi biết. Và trong ngày có đủ hết tất cả các cái. Từ cách thức lấy bệnh phẩm, vận chuyển như thế nào, bảo quản như thế nào, làm bằng kỹ thuật gì, tên gọi nó là gì, giá cả, cái giá thì giá của Medtech, nhưng các anh chị sau này các anh chị có thể dùng để xem cái giá cả của đơn vị các anh chị, địa phương các anh chị. Rồi ý nghĩa của nó như thế nào, cái nó quan trọng lắm, vô cùng quan trọng là ý nghĩa nó như thế nào, chuyển đổi cái gọi là đơn vị như thế nào, trong ấy có cái thường dẫn hết, rất là nhiều, rất nhiều, tất cả những nội dung này. Và nhớ nó đã xuất bản đến lần thứ 11 rồi. Tôi nhớ các thầy của tôi ở trường Đại học Y Hà Nội, ở trên Hà Nội nói, khi nào gặp tôi rất nhiều thầy cứ nói, anh Trí ơi, nhờ anh cho tôi quyền cầm năng. Đây là cái quyền mới nhất. Mà cứ mỗi năm chúng tôi sẽ xuất bản một lần. Hy vọng quyển sách này được đặt lên trên bàn các anh chị để sử dụng làm chuyên môn. Chứ con Tuấn nói là bọn đây để quảng cáo Medtech, không phải. Nhưng tôi tin là ý nghĩa. Hai nữa là các anh chị và chị nên thật đúng, thật hợp lý và không được làm dùng xét nghiệm. Tuyệt đối không được làm dùng xét nghiệm.
cái đó không cần đừng làm. Cái đó mình biết chắc chắn cái đó là cần phải làm thì nên làm. Nếu có ai đó nó ngồi trong hội trường này mà nó làm ở một cái phòng khám tư, một cái bệnh viện tư thì càng quan trọng tinh thần này. Nhớ câu này nói rất thật, các anh chị, không còn buổi giao ban nào ở Mẹ Lan Tích mà tôi không nhắc nhở. Và nhờ họ quan trọng được điều đó thì mới hơn 23 năm nay mới có chỗ đứng trong tấm lòng của cộng đồng, của khách hàng. Tuyệt đối đừng làm dụng. Các không biết đọc cho bằng hiểu. Hỏi các anh chị, nếu không thì các anh chị hỏi thẳng lên Mẹ Lan Tích, gọi điện miễn phí hoàn toàn 1900 5656 5656 là cái số toàn quốc và hoàn toàn miễn phí. Hỏi là thầy ơi, về cái đấy, thầy Ngọc vân vân, chị cô Hòa là rất nhiều thầy đến. Hỏi thầy ơi, cái này có cần làm không? Nó như thế nào? Trước lúc mình đặt bút mình chỉ đi. Phải đấy, thứ ba là sử dụng cách hiệu quả, trung thực và đúng kết quả xét nghiệm khi được cung cấp. Cần lưu ý điều đó. Rất nhiều người bị quên cái này. Rất nhiều người làm xét nghiệm để cập vào trong bệnh án cho đủ để khi kiểm tra. Hoặc là tranh thủ nếu có gian gian nữa, tôi nói thật là để mà tận dụng một tí nữa thì thôi, học hẳn. Cần thì làm thì phải được sử dụng. Và khi sử dụng thì phải trung thực với cái kết quả có được. Đó là cái yêu cầu để báo cáo các anh chị. Tôi nói qua phần thứ tư, đó là cách thức tổ chức hệ thống xét nghiệm y khoa của một quốc gia hiện nay. Cái này bằng cái kinh nghiệm thực tiễn tôi đi khá nhiều nước. Học lâu thì ở Nhật, nhưng mà sau đó thì tôi đi nhiều nước trên thế giới, kể cả Mỹ, cả Anh, cả Úc, cả Pháp, Trung Quốc và tất cả các nơi. Thái Lan, Singapore, vân vân. Thì nhận thấy, nhìn chung mà nói đấy cái anh chị, các xét nghiệm nói chung nó chia thành hai nhóm. Ở nơi đấy không có cái mục tên này đâu, cái mục tên mờ mờ này nên bỏ này. Được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các xét nghiệm thông dụng, tiếng Anh gọi là routine đấy. Nhóm thứ hai là các xét nghiệm chuyên sâu. Thì bây giờ mình bình tĩnh xem lại. Tôi tin tất cả các anh chị biết cả rồi. Tôi khi đi trình bày cái gì, tôi hay trình bày những cái mà mọi người biết. Để tôi giúp cho hệ thống hóa lại thôi. Tôi tin các anh chị biết thế. Nhưng cái xét nghiệm thông dụng là gì? Là các xét nghiệm thường được chỉ định, thông dụng và dễ thực hiện. Như vậy câu chuyện ở đây nói thường được chỉ định thì nó khác nhau từng bệnh viện. Tôi lấy ví dụ đo đúng tập tiểu cầu chẳng hạn thì viện huyết học truyền máu trung ương nó là thông dụng. Nhưng tôi cam đoan một cái bệnh viện đa khoa thì đó không thông dụng. Tôi lấy ví dụ thế đó. Và cái nó dễ thực hiện. Như vậy cái khái niệm routine này nó khác nhau từng bệnh viện. Thậm chí cái đâu đó nó khác nhau trong từng địa phương, chứ không phải là giá cả đâu. Lâu nay mình cứ hay nghĩ là giá cả. Câu chuyện là còn xét nghiệm chuyên sâu là gì? Tôi khẳng định chả có cái gì chuyên sâu cả, nhưng trên thực tiễn nó có chuyên sâu. Chuyên sâu gì? Chuyên sâu là xét nghiệm đòi hỏi có chuyên gia có trình độ cao mới phân tích được. Đây là yếu tố con người tôi đặt lên trước hết. Máy móc nhiều nơi có, hóa chất nhiều nơi có, tiền bạc để đầu tư những cái đó nhiều nơi có, nhưng thiếu con người có trình độ để phân tích. Tôi lấy ví dụ, bây giờ chỗ nào, ví dụ chúng ta đầu tư một cái giải trình tự chẳng hạn, một cái máy giải trình tự chẳng hạn, nhiều nơi đầu tư được. Nhưng cái khó nhất là đọc nó như thế nào, đánh giá nó như thế nào. Đấy thì báo cáo cái gì. Cho nên tôi đưa cái này là đầu tiên. Và nhớ, như vậy chuyên sâu nó khác nhau. Vấn đề ở số 1 ở đó là có người để đọc được cái đó, được đào tạo không? Cũng giống như khi đưa cái chương trình NAT vào để sàng lọc các cái bệnh lây qua đường truyền máu đấy. Thì các anh chỉ biết đâu rồi.
Cái khó nhất của chúng tôi lúc đó là làm sao có người đọc được cái NAT. Chứ không phải ở cái chỗ là ở đó có mua được máy không? Có đặt được máy không? Không phải. Số 1 là có người đọc được không? Để chuẩn bị được cái này vào thì chúng tôi báo cáo các anh chị là chúng tôi đã cử cán bộ 4-5 năm trước đã đi nhiều nước trên thế giới đào tạo. Thì sau đó về thì bắt đầu đưa vào. Chỉ lắp thêm máy nữa là làm. Cái thứ hai là xét nghiệm máy đòi hỏi thiết bị rất hiện đại mới làm được. Cái này thứ hai thôi. Có, chứ không phải có. Chắc chắn là có. Cũng phải có máy móc. Đấy. Và cái thứ ba là xét nghiệm ít được chỉ định. Cái này mình bị quên. Xét nghiệm ít được chỉ định. Mua một cái máy 1 tỷ bạc, thậm chí 5 tỷ bạc. Nhưng báo cáo các anh chị, một năm mới có một xét nghiệm. Tôi còn nhớ mãi khi tôi về làm viện trưởng, có một cái dàn PCR do Hải quân Mỹ lắp ở đấy. 6 tháng làm một cái PCR đấy thôi. Vô cùng lãng phí. Thì không ai chỉ định cả. Bỏ không, lắp đặt bỏ không. Một cô cử nhân ngồi đấy, ba cô cử nhân, một cô cử nhân và ba cô kỹ thuật viên. Do bệnh hiếm, do ít bệnh nhân, nhớ do ít bệnh nhân là câu chuyện rất quan trọng. Do không hiểu để mà chỉ định, không hiểu để mà chỉ định cũng là rất quan trọng. Cho nên phải mới có tập huấn ngày hôm nay, phải hiểu mới chỉ định như thế nào. Ở trong đó, các anh chị sẽ nghe những cái bài sâu về chuyên môn nó nói về điều như thế này. Và vì vậy cho nên xu hướng của toàn thế giới là tập trung hóa xét nghiệm. Đây là xu hướng chung của thế giới, đặc biệt ở các nước phát triển. Và nhớ Việt Nam chúng ta từ một nước nghèo đã trở thành một nước có thu nhập trung bình. Chúng ta đang, và nói rất thật, nếu nhìn nhận được chú đạo thì chúng ta đang rất phát triển. Chưa phải là lên ở đỉnh cao nhưng chúng ta đang. Cho nên chúng ta cũng phải hội nhập với cái này. Phải tập trung hóa mà có chất lượng tốt, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý được. Nhớ, đừng ai tham vọng. Một mình có thể tổ chức hết tất cả các chuyên khoa, các lĩnh vực xét nghiệm ở trong labo của mình. Vì không cần thiết. Tôi đã từng học ở một cái labo rất lớn, vào loại bậc nhất của thế giới. Vào hàng, nó là đứng thứ ba trên thế giới, ở Yêu Khoa mà. Thì nói rất thật cả anh chị, họ cũng không tham vọng, họ làm tất cả. Tức là có những lĩnh vực họ cũng vẫn có thể gửi vào cái bệnh viện của trường đại học để họ làm. Thế và các anh chị thế. Đây là một cái tư tưởng, phải nói là lúc đầu thì tưởng là thấm các nhà đầu tư. Nhưng sau đó thì mới, tôi càng học thì mới thấy cần phải được thấm nhuần hết trong tất cả mọi người. Cán bộ y tế mà khi đặt bút chỉ đi làm xét nghiệm, khi mình khám bệnh nhân mà mình cảm thấy được rằng cần phải làm xét nghiệm thì phải hiểu được rằng các xét nghiệm phải được tập trung hóa. Nhưng có một ý thôi, là chủ yếu là tập trung hóa các xét nghiệm chuyên sâu. Những xét nghiệm càng ít chỉ định, những xét nghiệm càng khó, những xét nghiệm đòi hỏi các cán bộ phải rất giỏi, được đào tạo kỹ lưỡng về lĩnh vực đó thì phải tập. Vì riêng cái tên đào tạo không đạt không đủ, tốn kém hơn rất nhiều, khó khăn hơn rất nhiều so với cái việc là mua máy. Phần từ nay, tôi xin nói về yêu cầu các labo, trung tâm hệ thống xét nghiệm y khoa. Một là chính xác. Chính xác này được nhìn nhận trong tất cả các khía cạnh. Muốn có chính xác thì có đội ngũ cán bộ phải tốt. Kỹ thuật, công nghệ, danh pháp, ngay cả danh pháp nói ra mà không thống nhất thì đã không hội nhập được. Quy trình thực hiện, kết quả và đặc biệt là công tác quản lý chất lượng. Medlatech của chúng tôi tồn tại được và được khách hàng đồng ý và sử dụng là quan trọng nhất, là chúng tôi đã hội nhập được công tác quản lý chất lượng. Báo cáo với chính sách là tất cả các cái certificate của quản lý chất lượng của đây ấy, là quốc tế cấp cả và lâu rồi. Hôm nay tôi khẳng định luôn, từ năm 2009, xét nghiệm của
Metatech là gọi là gì nhỉ? Thông tuyến, không đâu làm lại của Metatech cả. Nhưng chúng tôi không quá tự hào điều ấy, và đó là một áp lực đặt trên vai của Metatech. Chúng tôi luôn luôn nghĩ tìm cách để làm cho cái chất lượng nó luôn đảm bảo. Để ngay cả một thứ trưởng một thừa nhận nói đến Metatech là nói xét nghiệm và xét nghiệm tốt. Cảm áp lực hôm nay tôi nói với các anh chị không phải là tôi tự hào đâu, mà luôn luôn là áp lực. Dịch vụ phải tốt, thuận lợi nhất, ít phiền hà cho khách hàng nhất, phải tốt. Tôi là người đưa cái dịch vụ lấy bệnh phẩm tại nhà từ Nhật Bản về và đảm bảo cho người dân có được cái dịch vụ tốt, đặc biệt khi bị ốm đau các cháu nó vân vân và vụ dịch. Một điều nào phải nhanh nhất để đáp ứng các nhu cầu chẩn đoán và theo dõi, càng ngày càng phải nhanh, càng phải nhanh. Và trên thực tế, do chúng tôi đã áp dụng được, chúng tôi thực sự là áp dụng được cách mạng 4.0 và rất mong muốn các anh chị cũng thế, phải ứng dụng vào cho được thì lúc ấy mới thành công. Hôm nay trong chương trình để có một cái chương trình giới thiệu cái phần mềm ICNM để ứng dụng cho cái việc này thì các anh chị mới thấy nữa. Tại tất cả ở nước cái smartphone của mình hết, tất cả luôn, các anh chị thậm chí có thể biết được cái tiến trình của cái việc mà mình chỉ định xét nghiệm ấy đến đâu, mẫu bệnh phẩm đến đâu, họ đang xử lý, đang làm gì. Đấy. Và cuối cùng một vấn đề thực ra mà nói thì đặt ra rất quan trọng, nhưng tôi cho là nó quan trọng thôi, nhưng không, nó không phải quan trọng nhất. Giá cả phải hợp lý, phải rất hợp lý thì cái labo đấy nó mới tốt được. Bởi vậy đòi hỏi phải không ngừng cải tiến, nâng cấp, đổi mới cách tổ chức hệ thống labo, tổ chức cách thức làm việc, đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ thông tin. Đây là cái câu chú. Em hãy cho nói lời cảm ơn các em. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.